Con xin lãnh lễ sư, sư ơi cho con hỏi vì sao mỗi quốc gia lại có truyền thuyết khác nhau về đấng tạo hóa? Con từng nghe sư nói về việc một vị Phạm Thiên sau khi chuyển sinh vào cõi người do một chút năng lực thiền định đã nhớ lại hình ảnh Đại Phạm Thiên và nghĩ rằng đó là đấng tạo hóa. Thì thưa với quý vị, bản thân câu hỏi nó đã tự trả lời rồi. Ở bất kỳ một cái xứ sở nào thì hầu như thì cũng sẽ có những cái cơ hội để những vị tu hành chứng thiền ở đó. Thí dụ như mình ở Việt Nam, ở cái khu vực Lào, Campuchia, Trung Quốc này nọ vân vân, thì cũng thế nào là cũng sẽ có những vị ẩn cư thiền định thì sẽ có những vị vị đó chứng thiền. Rồi khi vị đó chứng thiền như vậy đó, vị đó có thể nhớ về một cái kiếp Phạm Thiên xa xăm nào đó và thấy rằng cái vị trời, cái vị Đại Phạm Thiên đó là vị là chúng sanh xuất hiện đầu tiên ở cái cõi này. Và cái vị đó do xuất hiện đầu tiên, vị đó có suy nghĩ là muốn có thêm chúng sanh nữa thì những chúng sanh đó là tự nhiên xuất hiện. Và vị Phạm Thiên đó nghĩ là mình là đấng tạo hóa và các vị Phạm Thiên sau cũng nghĩ là vị đó là đấng tạo hóa. Nói chung là một cái sự hiểu lầm. Điều này được mô tả trong kinh trong trường bộ bài kinh đầu tiên là kinh Phạm Võng, thì nó không có gì lạ chứ. Thành ra là các cái chuyện, nếu quý vị đọc trong kinh Phạm Võng thì có rất nhiều những dạng nói nó tà kiến thì nhiều người họ sẽ nhảy dựng lên, có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến những cái thấy sai lầm đó. Thì cái chuyện mà sư vừa nói là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai á, là có những người á, họ tôn thờ, họ không có chứng thiền gì hết nhưng họ có khuynh hướng tôn thờ đó, thì họ sẽ thờ đủ mọi thứ hết trơn và họ thấy là cái gì nó cũng cần có cái, nó không thể nào mà tự tạo ra được, thế nào thì nó cũng phải có một cái đấng toàn năng, một đấng tạo hóa để mà có thể cai quản rồi có thể tạo ra những thứ này. Rồi từ đó là họ tôn thờ một đấng tạo hóa cũng có. Tức là không phải có do thiền định mà có do họ tự suy tư, tự tưởng tượng ra. Cho nên là quý vị sẽ thấy là người ta giải thích rất nhiều những cái nguồn gốc ở các xứ sở khác nhau. Thế thôi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái việc mà tại sao mà ở mỗi quốc gia là những cái truyền thuyết hay là đấng tạo hóa nó khác nhau thì cũng dễ hiểu thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngôi nhà tam giới này, thưa quý vị, cái ngôi nhà tam giới này á, cái ngôi nhà tam giới này nè, mình phải hiểu nó giống như một con voi. Còn cái người mà những cái người mà nhìn thấy á, chỉ là nhìn thấy một cái khía cạnh nhỏ con voi thôi, đúng không? Rờ được cái vòi giống như thầy bói xem voi như thế vậy, rờ được cái vòi thì nghĩ 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 là cái con voi là cái vòi nó như vậy, không? Rờ được cái chân, rờ được cái đuôi, rồi mô tả con voi nó như vậy. Vì chính vì là do đó, do cái vô minh đó vậy, cái vô minh đó, cho nên là cái nhìn đó, cái nhìn về tam giới đó, nó phải phù hợp với cái khuynh hướng tâm lý của chúng sanh đó, hay là phải nói là phù hợp với cái khuynh hướng nghiệp và quả của nghiệp của chúng sanh đó. Nhưng như quý vị thấy á, ở bên Trung Quốc á, ông Ngọc Hoàng á, công hoàng thượng đế, nhưng mà ở trong cái Bà La Môn, nghĩa là trong Bà La Môn trong kinh điển Vệ Đà Bà La Môn đi,
hay là trong kinh điển Đức Phật đi cũng có nói Ngọc Hoàng như là ai, lòng sắt cá. Nhưng mà rồi sao ở bên Trung Quốc thì quý vị thấy đi, là do họ mặc cái trang phục đó, cái trang phục kín đáo này nọ ha, nhưng ông Ngọc Hoàng phải đội mão không, mặc cái trang phục cổ trang với kín đáo này nọ. Nhưng mà bên văn hóa Ấn Độ là họ họ mặc là hở vai này nọ, cho nên là ông Ngọc Hoàng cũng phải hở vai rồi vai u sạch bắp này nọ rồi, quý vị hiểu không đó. Hay là bên văn hóa Hy Lạp ông thường giết nhất là ông chỉ quấn tấm vải thôi, cũng xem đấy nhưng ông hoàng thượng đế thôi vậy, nhưng mà là ông cơ cơ bụng sáu múi vai u bắp này nọ nghe, chính vì cái nhìn bắp méo thôi, vì cái nhìn bắp méo thôi, và vì phải phù hợp nghe, cái nhìn đó phù hợp theo cái khuynh hướng nghiệp quả của nghiệp chúng sanh đó, cho nên là nó có sự khác nhau như vậy đó. Nhưng mà chỉ có cái nhìn của một bậc A La Hán, có nghĩa là đoạn tận tham sân si hoàn toàn, thì mới nhìn đúng cái bản chất của ngôi nhà tam giới này, bản chất vận hành của toàn bộ cái vũ trụ này. Đó là sao? Nó là dù nó cho nó hình tướng ông Ngọc Hoàng ở bên Trung Quốc như thế này, ông Ngọc Hoàng ở bên Ấn Độ thế kia, hay là ông sắt cá ở bên Hy Lạp thế nọ, thì tất cả đều chỉ là cái gì? Là tam tướng, tức là vô thường, khổ não, vô ngã thôi. Không? Và nó chỉ quanh quẩn nè, nó chỉ là trong khổ đau, trong luân hồi, trong tam giới, trong như vậy thôi. Vậy. Không? Mà chỉ có vượt qua ngoài ngoài tam giới, vượt qua ngoài những cái đó, những cái mà mình nhìn đó, mình chấp vô đó, chấp đây là ông Ngọc Hoàng, đây là đấng tạo hóa, đây là thế này, đó, ông này Phạm Thiên. Đó mới là cái nhìn nhìn đúng đắn. Đó. Cho nên là qua cái ví dụ đó thì cũng mong quý vị hiểu là cái sự khác nhau chẳng qua là do là giống như là câu chuyện thầy bói xem voi thôi. Đó là cái khuynh hướng mà nghiệp nghiệp chi phối bởi nghiệp mà khi chúng ta còn là phàm phu. Còn gặp phàm phu còn luân chuyển trong tam giới này. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ này là trong kinh Tạng nha, nói về thầy bói xem voi đó. Cái ví dụ này là hết sức chí lý. Thế gian này giống như thầy bói xem voi, cái người thì sờ chỗ này, người sờ chỗ kia, rồi bắt đầu là mỗi người là họ đoán, cái con voi trong con mắt của họ nó rất là lạ, nó lạ dữ lắm. Thì nó như thế nào thì cái cách mà thiên hạ tưởng tượng ra, cái đấng thượng đế, rồi cái thế gian này nó cũng y chang như vậy. Thì đúng đúng như Đại Đức Tuệ Tường đưa ra ví dụ, phải nói là chính xác hết sức. Tức thế gian này họ toàn bộ là thầy bói xem voi. Do đâu? Do không hiểu bốn đế, do không nghe được lời dạy của một vị chánh đẳng giác. Đó là cái kết thúc.